Bomina là nhà máy thép đầu tiên sử dụng công nghệ luyện con steel bằng lò điện EAF vào trong quá trình sản xuất. Với công nghệ này, tất cả các sĩ và tạp chất đều được loại bỏ hoàn toàn, giúp làm sạch thép lỏng vì độ sạch của thép ảnh hưởng rất lớn đến tính chất cơ lý của thép. Thép càng sạch thì cơ lý tính càng tốt. Ngoài ra, công nghệ này được trang bị hệ thống nạp trợ dung tự động với mức độ tự động hóa level 2, linh hoạt trong việc sản xuất các mét thép, đảm bảo không có sự sai sót mà các lò trung tầng khó có thể thực hiện được. Không những tiên phong đầu tư đổi mới công nghệ, POMINA còn áp dụng quy trình sản xuất khép kín, không có sự can thiệp thủ công, với hệ thống thiết bị công nghệ cao từ các nhà cung cấp hàng đầu châu Âu như SMS, Siemens và Tenova. Đánh giá cao cái phong cách phục vụ, rồi là cái tinh thần hợp tác chia sẻ trong kinh doanh của uh, thép Việt POMINA. và chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, phát triển và hợp tác cùng với uh, pomina tốt hơn nữa. Công ty là đối tác tin cậy các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như Cotecon, Hòa Bình, Cofico, Vingroup, Phú Mỹ Hưng, Đại Quang Minh trong hơn 20 năm qua. Bumina hiện cũng dẫn đầu thị phần thép xây dựng tại khu vực phía Nam và đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu thép xây dựng sang các thị trường khó tính như Mỹ, Canada và một số quốc gia khác.